Chương 4. Cách đây mấy hôm, sau khi được biết Ngọc Lâm đã bằng lòng kết hôn với nàng, Dương Tử Thư trở lại khỏe mạnh. Mọi người trong tứ phủ đều bận rộn, kể ra người giàu tấp nập cả ngày. Họ đang chuẩn bị cho ngày lễ thành hôn của Dương Tử Thư. Ngày cưới rể đã đến, Ngọc Lâm vào từ biệt Hòa Thượng Thiên Ẩn. Bạch Hòa Thượng, con chưa phải là người tu hành đắc quả, ra đi không biết có giữ nguyên được bản chất của kẻ học đạo hay không. Nhưng dù sao, con cũng xin Hòa Thượng từ bi chỉ dạy đôi lời, để con ghi nhớ luôn. Còn chiếc đèn hương trên điện Phật, xin Hòa Thượng tạm cử người thay con trong hai hôm, sau đó hãy quyết định. Bây giờ xin Hòa Thượng có điều gì chỉ dạy. Sau khi hiểu rõ ý câu nói của Ngọc Lâm, Hòa Thượng Thiên Ẩn gật gù nói: chuyến đi này vì làm rạng tỏ cho đạo, quý lắm, quý lắm. Ngọc Lâm không nói gì nữa, chàng từ biệt sư phụ rồi bước ra. Lúc đó, những người phù rể trong tứ phủ phái ra đón rước cũng đã đến. Ngọc Lâm đỡ lấy bộ áo lộng lẫy của tứ phủ mặc vào. Chàng cởi bỏ chiếc áo tu hành làm nũ, rồi từ từ gấp lại thật vuông vức, tỏ vẻ rất luyến tiếc. Những người trong tứ phủ thấy thế tủm tỉm cười, họ cho rằng chàng rể quá keo kiệt. Bao nhiêu thứ trân châu bảo ngọc ngà đang chờ đón chàng kia rồi, mà còn cứ mân mê thương tiếc mãi manh áo nâu cũ mềm, rách bướt, rõ thật lẫn thận. Song họ đâu có biết Ngọc Lâm coi chiếc áo ấy như một của báo vô giá. Trên đường về tứ phủ, Ngọc Lâm ngồi trong xe suy nghĩ. Những dòng tư tưởng lại cuồn cuộn nổi lên. Chàng luôn luôn nghĩ đến câu nói của sư phụ nói lúc ra đi: chuyến đi này là gì làm rạng tỏ cho đạo, đó là một việc thiêng liêng dinh diệu. Trong lòng chàng đã lập chí kiên quyết. Chàng tự nhận mình là người có sức mạnh rạng tỏ cho đạo. Chàng ý không để cho sắc đẹp và vàng bạc lung lạc cám dỗ. Song Ngọc Lâm cũng cảm thấy việc đó hết sức khó khăn. Thì tha thiết với đạo, nhưng chàng vẫn là con người, nhất là lại là thanh niên, trước sắc đẹp và tiền tài, liệu chàng có khống chế nổi tình cảm của mình? Liệu có phải dễ hổ chẳng thành lại quá ra chó? Hơn nữa, còn tình người. Tuy Dương Tử Thư suy tình, song dù sao nàng cũng vì chàng mà thành bệnh. Ngoài chàng ra, liệu có phương pháp gì cứu thoát? Cho nên chàng có cảm giác ảo não, nhưng còn nhờ câu nói của Hòa Thượng trụ trì để tăng cường lòng tự tin của chàng. Hôm ấy, trong tướng phủ tưng bừng nhộn nhịp, Dương Tể Tướng cũng biết rằng cứ một vị sư về làm rể là một việc rất khó coi, không hợp tình hợp lý. Cho nên, ngoài một số họ hàng và bạn bè chí thiết ra, ông không cho mời ai và cũng không muốn phô trương đám cưới cho lên đình. Sau lễ thành hôn, cặp vợ chồng mới cưới được đưa đến động phòng. Từng khách cũng dần dần ra về. Sau một hồi huyên náo, Ngọc Lâm ngẩng đầu nhìn Dương Tiểu Thư đang ngồi bên cạnh giường, yêu kiều diễm lệ, tưởng đâu một nàng tiên giáng trần. Bất giác Ngọc Lâm cũng phải ngây ngất cả tháng trong lòng. Ghê gớm thay nửa sắc, Ngọc Lâm lấy lại bình tĩnh và lòng nói với lòng: Tiểu Thư nét mặt như bông hoa phù du, chẳng qua cũng chỉ là một khối thịt xương, với yêu kiều diễm lệ của nàng chỉ là một lợi khí giết người mà thôi. Lúc đó lòng chàng phẳng lặng như mặt biển dưới ánh chiều dương sau một đêm sóng gió bão táp. Bầu không khí yên lặng bao trùm gian phòng, bên ngoài cũng không còn một tiếng động. Ngọc Lâm đã tưởng đến giờ phút chữa bệnh cho Tiểu Thư, chàng mới quay lại nói khẽ với nàng: Tiểu Thư, cô thật sung sướng và cũng thật thông minh, cô biết tìm tôi đến để đưa cô ra khỏi bể khổ. Đúng vậy, Dương Tiểu Thư khẽ gật, mong chàng đừng bỏ em cảm động vô cùng. Vậy cô làm theo việc tôi chỉ bảo không? Dạ, xin theo. Thế còn điều kiện của tôi? Em đã sung sướng nhận rồi. Thế thì tốt lắm, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu đi niệm hương nhé. Dương Tử Thư ngơ ngác nhìn Ngọc Lâm.
tôi nói là bây giờ chúng ta đi niệm một tuần hương. Ngục Lâm nói nhấn mạnh lại một lần nữa. Em không hiểu niệm hương là gì cả. Đó là một phương pháp tu hành trong các chùa, Ngục Lâm giải thích. Chúng ta lấy một nén hương thắp lên rồi đi vòng quanh, đợi khi nào nén hương ấy cháy hết thì nghỉ. Đó cũng là một cách vận động rất bổ ích. Từ trước đến giờ em chưa làm qua. Dương Tử Thư nhíu mày. Thế thì bây giờ làm đi. Ngục Lâm đứng dậy lấy hương và thắp lên. Dương Tử Thư tỏ vẻ khó chịu. Tôi mong cô phải tôn trọng lời hứa. Tiểu thư không biết làm cách nào, bất đắc dĩ phải đứng dậy. Tôi đi trước, cô đi sau. Phải trông tôi và theo đúng như tôi đi. Ánh sáng hậu tràn ngập gian phòng. Dưới mắt Ngọc Lâm là một căn tịnh thất rất tốt để tu luyện. Trong lòng Dương Tiểu Thư cũng ngầm tán phục đạo tâm của chồng. Mặc dù hồi tục, song chàng không quên việc tu trì. Như trước đã nói, Ngọc Lâm tự nhận mình chưa phải là người đắc quả. Vậy trước sắc đẹp, sao giữ cho khỏi động tâm. Lúc này theo sau chàng, một người con gái đẹp đi qua. Nàng thở hổn hển, từ hai gò má trắng mịn, những giọt mồ hôi lấm tấm, trông như những hạt châu. Thỉnh thoảng, một mùi hương thơm phức hắt vào mũi chàng. Ngọc Lâm đã phải vận dụng hết nghị lực và trí sáng suốt để chống lại dục tình. Thật là một cuộc thử thách vô cùng cam go. Giờ phút ấy, phương pháp quán tưởng đối với chàng là một cụ máu vô giá. Người mà ta tưởng là xinh đẹp kia chẳng qua chỉ nhờ sự trang diện bề ngoài. Nếu đem mũ xẻ ra thì đó chỉ là một chiếc túi da chứa đựng bao nhiêu thứ hôi thối và là cái tổ của di trùng. Nhờ thế mà lý trí chàng rất sáng suốt. Và câu chuyện chuyến đi này là gì làm rạng tỏ cho đạo, trở thành một cuộc bó đuốc rực rỡ soi đường chỉ nẻo cho chàng để thực hiện kế hoạch. Dần dần như chìm ngập trong cảnh tĩnh mịch của đêm khuya, không một âm thanh đồng vọng. Tay Ngọc Lâm chỉ còn nghe thấy tiếng chân đi niệm hương của chàng và Dương Tiểu Thư trong gian phòng trầm tĩnh của đêm tân hôn. Ngọc Lâm đi mỗi lúc một nhanh hơn, và càng nhanh thì tinh thần chàng càng phấn khởi. Trái lại, Dương Tiểu Thư gì không quen. Khi đi nhanh, nàng thấy dần như không theo nổi. Song nén hương vẫn chưa cháy hết, nên Ngọc Lâm không chịu nghỉ. Giả lại, chàng định làm cho nàng mệt mỏi, để dục tình bớt đi. Dương Tiểu Thư dùng hết sức để đi theo. Sau một thời gian khá lâu, tóc trên đầu nàng xổ ra rối bù. Những bông hoa gài trên tóc cũng lần lượt rơi xuống tàn tạ. Lớp phấn trên má nàng ngợn thành ngấn vì những giọt mồ hôi ngoằn ngoèo như những con giun. Ngục Lâm biết là nàng không thể đi được nữa, chàng mới bảo nàng dừng lại bên cạnh một tấm gương. Lòng Tiểu Thư khóc khởi mừng thầm. Nàng đứng sát vào Ngục Lâm. Ấy chớ, cô hãy đứng thẳng lên. Vừa nói, Ngục Lâm vừa đôi tay đỡ thân hình mềm mại ẻo lạ của Dương Tiểu Thư, định ngã vào người chàng. Nàng miễn cưỡng đứng thẳng lại. Cô xem tôi có đẹp không? Ngọc Lâm nói. Dĩ nhiên là chàng đẹp rồi. Giọng Tiểu Thư nũng nịu và nàng mỉm cười duyên. Thân hình của Ngọc Lâm vốn đã đẹp trai, sau khi đi niệm hương, cặp má chàng lại ửng hồng. Trước mắt Dương Tiểu Thư, chàng là một thần tượng tượng trưng cho vẻ đẹp trang nghiêm. Tiểu Thư, mời cô hãy đến trước tấm gương xem. Dương Tiểu Thư lắc đầu. Cô hãy nhìn lại dung nhan một chút. Thôi, không soi gương thì thôi, chứ nếu soi gương, Dương Tiểu Thư cũng phải ngán. Cái thân yêu kiều này, diễm lệ của nàng lúc này trông như một con ma trơi. Đầu bù tóc rối, những vết phấn loang lộ dày mặt, mồ hôi nhễ nhãi. Thật nàng không thể tưởng tượng được rằng đêm tân hôn trước mặt người chồng, thân hình nàng bỗng trở nên khó coi đến thế. Ngục Lâm mời Dương Tiểu Thư ngồi bên cạnh chàng trên chiếc trường kỷ. Nếu nói theo quan niệm đẹp xấu của thế gian thì dung mạo của cô như thế này, cô đáng làm vợ tôi không? Giả sử một người chưa từng biết cô bao giờ mà lúc này được thấy cô,
chắc họ phải chạy. Viên tiểu thư xấu hổ cúi đầu, nàng bỗng nhớ lại quãng đời tiền kiếp khi dân phong bao nên đã làm cho sư ông thư ký tiền thân của Ngọc Lâm phải hổ nhục. Tiểu thư, có phải cô thấy tôi đẹp đẽ nên muốn trọn đời sống bên tôi? Dương tiểu thư khẽ gật đầu. Song với tôi trái lại, chính vì đẹp đẽ thế này nên tôi mới xuất gia. Ngọc Lâm bỏ mũi ra để lên mặt bàn. Điều đó có lẽ là cô không hiểu. Vì tôi muốn đem vẻ đẹp của hình hài để đổi lấy vẻ đẹp của sự sống. Bởi lẽ vẻ đẹp hình hài của chúng ta ngắn ngủi, tạm bợ như bông hoa sớm nở tối tàn, còn vẻ đẹp của sự sống thì mãi mãi bất diệt. Cô đừng tưởng vẻ thanh tú của tôi sẽ mãi mãi như thế này. Năm tháng trôi qua, một ngày kia tuổi xuân tàn tạ, tôi sẽ trở thành một ông lão tóc bạc da mồi. Chính cái thân của cô rồi cũng vậy. Đang lúc tuổi thanh xuân mặc qua da phấn điểm trang lộng lẫy, nhưng rốt cuộc rồi cũng chỉ là một đống xương tàn trong ngoài đồng quang ngọn cỏ. Nghĩ đến kiếp sống vô thường của con người, chúng ta há lại ham mê vẻ đẹp hình hài giả dối và ngắn ngủi hay sao? Mấy giọt lệ lượn quanh tròng mắt của Dương tiểu thư, Ngọc Lâm nói tiếp. Trời ơi, cuộc hành trình của kiếp người mờ mịt, chúng sinh trôi dạt trong biển khổ mênh mông mà ít người nghĩ đến bến bờ chung cùng của mình. Ngọc Lâm như nói đến Dương tiểu thư nhưng cũng nhắc nhở cho bản thân chàng. Dương tiểu thư gục đầu xuống bàn không nức nở. Bao nhiêu người đang sầu não đắm chìm trong sự mê muội, tại sao chúng ta không nghĩ đến họ lại cứ khăng khăng tìm hạnh phúc cho riêng mình? Tôi vì muốn thoát dòng tục lụy và vì chân hạnh phúc của mọi người mới xuất gia học đạo, mong vượt qua bể khổ sinh tử. Không ngờ kiếp trước đã có duyên nghiệp với cô, nay phải bỏ giới hồi tục. Thế là cô muốn tôi phải chìm đắm mãi trong vòng luân hồi. Chàng đừng nói nữa, em đau lòng lắm. Dương tiểu thư có vẻ đau đớn chặn ngang lời Ngọc Lâm. Tôi thấy chúng ta đắm đuối như thế này, há không đau lòng thật sao? Em đã biết rõ sự ngu si của em rồi. Em không nên ràng buộc chàng, không nên hại chàng, không nên ép chàng hồi tục. Sáng mai chàng hãy trở về chùa tiếp tục tu học. Dương tiểu thư vừa nói vừa lau nước mắt, tỏ ra rất kiên quyết, không còn một chút nhi nữ tình trường trong thái độ của nàng. Song tôi yêu tất cả mọi người, tôi cũng yêu cô tha thiết. Tôi không đỡ thấy cô phải khổ não. Dương tiểu thư quá xúc động, bất giác những giọt lệ lại từ từ lăn xuống hai gò má nhợt nhạt của nàng. Lúc này nàng thấy Ngọc Lâm không phải là người con trai có thân hình đẹp làm nàng mê đắm, mà nàng có cảm tưởng chàng là một vị hiện thân Bồ Tát từ bi thanh tịnh. Ngọc Lâm: Ồ, không thầy, xin thầy đừng lo. Dương tiểu thư nắm chặt lấy tay Ngọc Lâm. Tôi đã hiểu mình phải tìm cách vượt ra ngoài hố sâu của khổ đau rồi. Tôi rất kính phục thầy, nhưng cách và tình thương của thầy đã làm cho tôi cảm động. Giờ đây tôi chỉ thấy thầy là người cao cả, siêu việt. Tôi đã phạm một tội lớn, đã cản trở bước tu tiến của thầy, xin thầy tha thứ. Nếu thầy vẫn còn thương tôi, xin thầy hãy chỉ cho con đường nên đi, để tôi cũng được siêu thoát. Tôi sợ cô chưa bỏ được sự sung sướng giả tạm ở thế gian. Tôi xin hứa trước mặt thầy, thầy hãy tin tôi. Sao đừng hối hận, người không bao giờ hối tiếc. Vậy tôi khuyên cô cũng nên xuất gia tu học. Sau khi suy nghĩ một lát, Dương tiểu thư nói một cách quả quyết. Nhưng tôi xin theo lời chỉ dạy của thầy, mai tôi sẽ bẩm với cha mẹ tôi. Tôi chắc người cũng sẽ vui lòng, và tôi tin rằng người còn sung sướng hơn khi thấy tôi gặp được một vị minh sư. Ngọc Lâm rút tay mình ra khỏi bàn tay của Dương tiểu thư, trên môi nở một nụ cười khoan khoái hiền từ. Từ phía đông, Dương Hồng cũng bắt đầu ló dạng.